các bạn. Có khá là nhiều bạn yêu cầu mình làm clip là người cuối cùng gần ăn pizza. Nên hôm nay mình đầu tư hẳn 10 cái pizza hút các bạn. Đây, 10 loại khổng lồ nha. Cái này hình như là nhân hải sản lóc xoáy. Mình mua tại hải sản không à? Nhân hải sản lóc xoáy 5 cái. Còn ở đây là pizza hải sản đặc biệt. Đặc biệt hay siêu cấp? Nói chung là cái này là pizza hải sản siêu cấp đặc biệt cấp độ vũ trụ không ai sánh bằng gì đó không biết nữa. Nói chung là tên khó đọc lắm các bạn. Nói chung là pizza hải sản nha. Tức là 5 cái siêu cấp và 5 cái là lốc xoáy. Và trò chơi hôm nay là chơi theo dạng bốc hâm. Ở đây là mình có mười mấy hai chục lá hâm gì đó. Trong lá hâm này sẽ ghi là ăn 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng hay là qua lượt hay là uống nước luôn các kiểu các bạn. Và người chơi hôm nay là sẽ có 5 người thôi. Nói chung là 5 thằng cu team mình. Vẫn là cái cuộc thi là người nào chiến thắng thì sẽ lãnh ngay 10 triệu. Hiện tại là mình đang cố gắng đẩy shop các bạn. Nên những nội dung của mình là thường là mình sẽ cố gắng đầu tư nhất có thể. Rồi, trò chơi hôm nay là mình sẽ cho thằng Bảo bốc trước. Vô. Người nào ăn không nổi thì đầu hàng nha. Ăn nhiều quá là ói à. Nguyên cái luôn kìa. Cái gì? Rồi, bạn Bảo của chúng ta được 2 miếng pizza. Em ăn nhân lốc xoáy hay là nhân hải sản siêu cấp cấp độ vũ trụ? Bên đây. Đây 2 miếng nha bạn. 2 miếng. 1 miếng. 2 miếng. Chúng ta sẽ xem bạn ăn được mấy miếng. Rất là may mắn luôn, được 1 miếng. Ăn cái nhân gì? Siêu cấp vũ trụ. Với cái siêu cấp vũ trụ này thì cái vỏ bánh nó khá là dày. Nó dày hơn lốc xoáy nhiều. Đây, nhân siêu cấp vũ trụ của bạn. Đó. Rồi, tiếp theo là bạn Tú. Một miếng. Siêu cấp vũ trụ luôn. Wow. Siêu cấp vũ trụ. Rồi, tiếp theo là bạn Toàn. Để coi có gì nha. Lại tiếp tục 1 miếng. Nhân gì? Lốc xoáy. Đúng rồi, lốc xoáy là nó sẽ mỏng hơn. Mấy thằng siêu cấp vũ trụ là chút nữa nó siêu cấp hết rồi. Đó, lốc xoáy nó mỏng lát rồi ha. Nói chung là mỗi nhân đều có một cái tác dụng khác nhau chứ. Rồi, tiếp theo là bạn cuối cùng. Anh hùng 6 miếng. Đây, anh mở cho công bằng. Đây là cái lá hâm gọi là siêu năng lực luôn. Chỉ định một người ăn 1 miếng, rồi chỉ định ai ăn? Bảo là mặt còn nhiều. Rồi, ok, nói chung là bạn Bảo đã bị chỉ định ăn cái gì? Siêu cấp hay là do lốc xoáy? Siêu cấp vũ trụ. Rồi, ok, siêu cấp vũ trụ. Wow, có kìa. Và cái trò chơi này là 1 miếng pizza là chỉ ăn trong 1 phút 30 giây thôi. Ai mà trong vòng 1 phút 30 giây và không ăn hết miếng pizza của mình là sẽ bị thua. Chứ ở đây là thằng Toàn, thằng Tú với là ăn là mỗi thằng chỉ có 1 phút 30 giây để ăn. Còn riêng thằng Bảo là nó có 3 miếng thì nó sẽ có 4 phút 30 giây. Ok. Hiểu được chơi ha. Chuẩn bị bấm giờ nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Nói chung là 25 giây đã trôi qua. 1 phút 30 giây 1 miếng nha. Có bạn nào ăn không nổi chưa? Khương ăn nhanh chứ, có đi xong rồi. Ăn sáng. Rồi, 38 giây trôi qua, tội sắp xong rồi nha các bạn. Nói chung là tội nó rất thông minh, nó chọn cái nhân lốc xoáy rất là mỏng đúng không? Đó là chiến thuật đúng không? Rồi, Toàn đã 45 giây là Toàn hoàn thành rồi. Còn Tú với ăn vẫn chưa hoàn thành. Không ạ. Rồi, ba người chơi bên đây đã hoàn thành cái lượng pizza đầu tiên. Cảm giác bây giờ là nghe như thế nào? Ngon. Có ngán hay là khát nước gì không? Chưa ngán, chưa khát nước. Rồi, bạn Bảo đã 1 phút 50 giây rồi nha bạn. 1 phút 50 giây đã trôi qua. Có khi nào em chết lượt đầu tiên không? Nói chung là pizza thì chúng ta nhìn thấy nó khá là hấp dẫn luôn các bạn. Màu mè rồi
phô mai chải đồ, nhưng thật ra là ăn khoảng chừng 3-4 miếng là bắt đầu nghe nó ngán rồi nha, do nó có khá là nhiều bột á. Đây cái đây là nhân hải sản siêu cấp độ đẳng cấp phụ trụ gì đó, vỏ của nó rất là dày luôn, vỏ bánh nó rất là dày, dày gần 2 phân á. Ba phút nữa tôi qua, chứ còn 1 phút 30 giây nữa. Ba phút 5 giây, còn 1 phút 25 giây nữa, 1 phút 10 giây nữa. To rồi, bảo to rồi. Nút không vô đúng không? Nút không vô, nghe sao? Nhận. Ngán hả? Bước 2 miếng luôn ngán hả? Nói chung là dịch thứ nó bự như vậy không mà nó lại ngán pizza các bạn, đầu hàng. Rồi nói chung là mới có vòng 1 là Bảo nó bị bồi ăn 3 cái và nó đã là người đầu tiên ra đi rồi. Và hình phạt cho người chết là bị gõ cái này vô đầu nha. Khai sáng luôn. Khai sáng luôn rồi, có khi bây giờ cảm thấy hành tịnh, có thể đi tu được luôn đó em. Ok, đi Tây Ninh là tu luôn. Nói chung là Bảo nó đi Tây Ninh rồi nha. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 4 người chơi. Nói chung là sau cái vòng 1 này là tụi nó đã rút được kinh nghiệm, đó chính là nên ăn cái nhân mỏng. Rồi tiếp theo sẽ là vòng chơi thứ 2, và mình sẽ đi ngược dài, chính là ăn bóc trước, lòng Hương bóc trước. Vô, chúng ta sẽ xem Hương có gì nha. Một miếng, bạn Hương có một miếng, cầm này chúng mình sẽ lấy. Rồi tiếp theo là bạn Toàn, để xem Toàn có gì. Qua lượt rất hay luôn. Tú, để xem Tú có gì. Tiếp tục một miếng. Không, mọi người ai cũng một miếng rồi, đáng nhẽ em cũng sẽ một miếng nha nè. Một miếng. Oh, oh, ba miếng. Nhân phẩm của nó rất là cao luôn, 3 miếng. Ok, lấy hàng. 1 miếng. Anh thương lựa cái đó à. 1 miếng. Tủ 1 miếng. Còn ăn mấy miếng? 3 miếng. 3. Cho em cái này luôn à. Đúng 3 miếng luôn. Rồi, nói chung là sau cái vòng 1 thì tụi mình đã biết được năng lực ăn pizza của mỗi người, nên tụi mình quyết định thay đổi một tí lực chơi các bạn. Đó chính là 1 miếng sẽ có 2 phút, tăng lên 30 giây các bạn. Dạ. Hiểu không? Tức là ăn sẽ có 6 phút, còn Tú sẽ có 2 phút, Khương sẽ có 2 phút. Ok chưa? Bấm giờ nha. Dạ. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi bạn Hương đã ăn gần xong các bạn. Nó ăn một cái dĩa sạch bóng như vậy, không có chấm tương ớt hay gì hết luôn nha. Nói chung là anh ấy chơi gym. Rồi tiếp theo là Tú thì cũng chuẩn bị hoàn thành. Chỉ mới có 47 giây đó hoàn thành rồi. Cái vòng 1 hồi nãy tụi nó ăn gần hết thời gian, do nó ăn cái nhân, cái vỏ dày. Do ăn vỏ dày nó mang mới lâu. Còn cái này là ăn vỏ mỏng nên ăn nhanh hơn. Chua. Chua hả? Đó là phía hôm. Rồi tiếp theo là cô ăn rồi là nó mới có 1 phút thì ăn được 1 miếng nha bạn. Nói chung là cái vòng này là tụi mình sẽ nới bỏ cho nó đơn giản hơn chút, là tính nhét vô họng như vậy là được luôn nha các bạn. Biển hết giờ mà vẫn còn nhai trong họng là vẫn tính luôn nha. Chứ hôi như vậy thì quá là tội nghiệp. Mình sẽ cho nó ăn thêm 2-3 vòng nữa, tại mình biết là nó cũng sắp tới giới hạn rồi. Hành hạ nó thêm 2-3 vòng nữa nha. Rồi tụi mình tiếp tục với vòng thứ 3. Vòng này là tiếp tục với bạn ăn hồn vô họng, vẫn còn đang nhai luôn nha. Chúng ta sẽ xem có gì.
Nước ngọt. Nước ngọt. Rồi tiếp theo là tới lượt Tú nha. Để xem Tú bốc được gì. Chúng ta sẽ có là chỉ định một người ăn một miếng. Em chỉ định ai? Anh Hương. Ok. Rồi Tú đã chỉ định Hương ăn. Nhân gì? Giỏi gì? Siêu cấp vũ trụ. Siêu cấp vũ trụ. Rồi ok, tới lượt Toàn. Này hai miếng luôn em. Lại lại. Hai miếng thì phải bóc lại. Rồi dứt. Ok. Một miếng. May mắn. Còn được một miếng. Rồi 25 cuối cùng là của bạn Hương nha. Giờ ra nước nữa là chừng. Có một tờ nước à. Ồ vậy hả. Giờ thôi vậy qua lộn đi. Bóc thêm hai tờ. Rồi Hương nó bóc vào, bóc thêm hai tờ để mình đã reset cái hồn phiếu luôn nha. Vô hồn phiếu còn có 1 tờ kìa. Hai tờ bóc là hai tờ luôn. Rồi ok. Chở luôn em. Không được, có ba này mình dơ. Hai miếng. Một miếng. Ờ về, cái này hai miếng là cái đi luôn. Nước ngọt. Nói chung là Hương được một miếng và nước ngọt. Rồi cái vòng này là ăn được một ly nước. Tú thì mới chuyển cái tờ giấy qua cho Hương một cái cấp vũ trụ. Tờ được một miếng và Hương được, kết quả là Hương được hai miếng và một ly nước nha. Chuẩn bị bấm giờ nha. 3, 2, 1. Bắt đầu. Trong vòng 2 phút uống hết ly nước nha. Ok. Thấy nhiều quá. Đúng rồi, chưa no pizza mà chỉ qua no nước. Rồi ăn đã hoàn thành. Tú thì nó không ăn gì hết. Nói chung là mấy cái trò chơi này nhân phẩm Hương thần Tú đó, gái mặt cao phải tiêu diệt nó. Rồi anh Toàn thì bọc cái pizza nhân cái vỏ rất là mỏng nên ăn có thể rất là lẹ. Còn bạn Hương của chúng ta thì quýnh lần hai cái. Cái nó ngon nhưng mà vỏ nó dày. Đúng rồi, nó chắc là dày luôn. Một phút đã trôi qua, Hương còn 5 phút nữa. Thì ăn rồi ngủ cũng không. Tôi gáy kìa. Vừa ăn vừa ngủ cũng xong hả? Rồi Hương đã hoàn thành 2 miếng pizza. Bây giờ chỉ cần uống thêm ly nước nữa là hoàn thành cuộc thi này. Vòng thi này mới có 3 phút à, khoảng còn 3 phút. Sắp có tèo rồi. Sắp tèo rồi. Quýnh 2 miếng thêm ly nước nữa là ly nước nhiều quá. Cạn luôn nha, nghe cái rộn luôn nha. Rồi ok, Hương đã hoàn thành ở 3 phút 50 giây. Rồi tụi mình tiếp tục với lượt chơi thứ tư nha. Và bạn Hương mới quýnh 2k 2 miếng pizza phút trước. Một tờ thôi. 3 miếng. Chữ nhiều nghèo dữ hả? 3 miếng. Rồi. Chỉ định. Chỉ định một người ăn. Tú. Vỏ bánh gì? Bánh vũ trụ. Ok, bạn Tú đã được Hương chỉ cho cái siêu cấp vũ trụ. Rồi tiếp theo là Toàn. Chúng ta sẽ xem Toàn có gì. 2 miếng. 2 miếng. Rồi Tú thêm 2 miếng nữa. 3 miếng. Đúng rồi, có tờ 3 miếng nữa. Rồi chỉ định. Tú được chỉ định. Chỉ định đó kìa. Chỉ định ai? Chỉ định đi. Phải chỉ định. Rồi Tú đã chỉ định cho Hương ăn cái gì? Siêu cấp vũ trụ luôn đúng không? Ôi vậy hai thằng này như chéo qua chéo lại thôi, không có gì xảy ra. Rồi ok, thằng cười nhiều nhất nha. Quá lượt kìa. Gì quá lượt, gì quá lượt. Một miếng. 2, 1, diễn. À vòng này là thằng Hương ăn một miếng siêu cấp vũ trụ. Thằng Toàn quốc 2 miếng vỏ mỏng. Thằng Tú quýnh vũ trụ và ăn quýnh vỏ mỏng. Chúng ta sẽ cùng xem coi dòng này ai chết nha. Tại mình thấy là dòng này khá là đơn giản các bạn. Rồi Tú chuẩn bị hoàn thành nha bạn. Bạn Hương cũng chuẩn bị hoàn thành. Trận chiến cai nghiện pizza. Đúng rồi, đây là một cái trận chiến cai nghiện pizza.
Còn ăn thì nó ăn có được, bắt đầu với cái tốc độ mà rùa bò luôn á. Rất là chậm luôn nha bạn. Hô càng tú luôn. 9 giây nữa. Nếu dồn hết vô họng thì cho qua. 5 giây nữa. 5 4 3 Chạy lên chết. 2 1 Dạ hết chưa? Phải gì dồn luôn nha. Không dồn được rồi. Dồn. Đó. Nó lố giờ rồi. Nói chung là lực chơi giao ra và đã cho dồn luôn các bạn. Nhưng mà ăn nó vẫn không dồn được nên thu là phải chịu, đúng không? Tại vì lực chơi đã quy định rồi, người chơi đều công bằng. Rồi, nói chung là dồn này là ăn tạch. 23 giây nữa. Thôi chỉ còn 23 giây nữa thôi. Được phép dồn vô họng, nếu em dồn được vẫn cho qua. 15 giây nữa. Còn 15 giây nữa. Hơn sao? 10 9 Hơn sao? 5 4 3 2 1 Không nhét được, không còn chỗ để nhét. Rồi bạn Toàn ra đi với lại bạn ăn luôn. Nói chung là cái game này là mình đã cho lực chơi đơn giản hơn, đó chính là được phép dồn vô họng. Nhưng mà dồn không nổi các bạn. Em nhai nó trôi, không trôi xuống luôn à. Quá ngẹn. Dạ. Em đã cố gắng lắm rồi. Chỉnh vấn cho bạn cái này, chỉnh cái này coi. Ồ, chỉnh cái tay cầm nè. Vậy hả? Rồi. Em được sâu sáng. Đúng rồi, hiểu ra là vì sao mình thua rồi đúng không? Rồi, tiếp theo là bạn Toàn. Nghe tiếng chuông chùa luôn á. Lên mây luôn. Rồi, chúng ta chỉ còn có hai người chơi. Vòng này là vòng thứ 5. Bạn Tú bóp trước, bóp đại luôn ha. Có hai người à. Tại đó luôn hả? Dạ lộ. Lựa hả? Nhạc phẩm như thế nào? Nhạc phẩm Tú rất cao. Một miếng. Rồi, tiếp theo là Hương. Bạn hả? Gung gì á? Làm cho mang nắng. Rồi, rồi vòng này là Hương vẫn tiếp tục một miếng. 3 2 1 Diễn. 2 phút thôi nha. Dù có ngán cỡ nào vẫn 2 phút. Nhưng mà được phép dồn vô họng. Nhìn mày nét mặt con Hương kìa, nó y như là nó sắp chết vậy á. Giờ không còn nghe ngon nữa. Chỉ qua cái cảnh giới là gọi là ngán rồi. Tú sắp hoàn thành rồi. Vậy là Hương ăn kém hơn Tú luôn rồi. Bốn mươi chín giây đã trôi qua, còn một phút mười giây nữa. Rồi Tú đã dồn được vô họng, bây giờ chỉ còn bạn Hương thôi nha. Khi cục tàu trọn thì là sao hả? Từ từ thôi anh, còn 55 giây nữa. 1 phút 10 giây. Sao phải nước Mỹ rồi? Cố lên em. Bốn mươi giây nữa. Rồi, bạn Hương đã dồn được vô họng. Nhét vô luôn á. Ok ok, nói chung là cái vòng này là hai người đều đã vượt qua. Chúng ta tiếp tục với vòng 6. Rồi, chúng ta tiếp tục với vòng 6, Hương bóng trước. Bóng là 3 miếng danh sách rồi. Nó chưa nhảy hết này nữa rồi, có vòng 6 rồi. Ô, nhân phẩm Hương cũng ok, một miếng. Rồi, tiếp theo là Tú, 3 miếng là Tú chết. Cho lựa luôn, có lựa gì nữa đi. Chúng ta sẽ xem Tú có gì. Lại là một miếng. Rồi vòng 6 này vẫn rất là công bằng, mỗi người một miếng. Chuẩn bị chưa? 3 2 1 Diễn. Tú vẫn còn rất là thanh thản. Nãy giờ Tú chưa uống miếng nước nào hết. We'll be right back.
5 4 3 2 1 Chết giờ. Tú nhắc được hả? Rồi, Tú nhắc được các bạn. Rồi, kết thúc cái game này là bạn Hương của chúng ta đã tạch rồi. Giới hạn. Có phát biểu gì không? Đầy bụng. Hương cậu thấy là không còn gì để chứa. Nãy tính dòm vô cái tự nhiên cơ thể nó từ chối. Nó bắt đi ói. Hết chưa nổi. Còn Tú sao rồi, giới hạn chưa? Em ăn thêm cái nữa em cũng đi ói luôn anh. Một miếng nữa là đi ói. Hết ăn nổi rồi. Vậy tổng kết là Hương được mấy miếng? Chắc hình như 5 miếng. 5-6 miếng. Chắc vậy. Không nhớ rõ, bạn nào nhớ thì comment giúp nha, chứ mình cũng không có nhớ nữa, ăn được mấy miếng nữa. Còn Tú? Em chắc cũng 4-5 miếng gì á. Rồi chúng ta tiếp tục trừng phạt bạn Hương. Sao? Cảm thấy như này vậy. Chắc là Tú. Rồi nói chung là clip hôm nay là mình làm theo yêu cầu của rất là nhiều bạn luôn, đó chính là người cuối cùng ngừng ở pizza và Tú là người chiến thắng. Sao mấy cái trò chơi mà ăn uống như vậy Tú nó hay thắng quá ha. Em quá khôn luôn anh à. Ok, nói chung là mình đã lấy được kinh nghiệm. Nó rất là may mắn, nên lần sau là mình sẽ làm một cái trò chơi ăn uống gì đó mà không sử dụng may mắn nha các bạn. Không sử dụng may mắn để có thể dìm hàng được Tú nha, bởi vì trò chơi ăn uống nào nó cũng thắng hết. Nhìn kỳ quá các bạn ơi. À, nói chung là sau cái thử thách lần này thì tụi mình 1 2 3 4 5 6 7 chỉ ăn được 3 cái thôi. Có 10 cái bạn được 3 cái, còn 7 cái. Vậy là mỗi thằng đem một cái về nhà ha. Ok anh. Chứ mình ăn không nổi các bạn, rất là ngán luôn. Pizza là mỗi gia đình là mình nghĩ là 3 đến 4 người chỉ ăn một cái thôi à. Ăn pizza thì rất là ngon nhưng mà ăn thực sự là nhiều bột á nên nó cũng ngán. À vậy mình kết thúc ở đây. Bạn nào thích cái video này của mình hãy nhấn like, chia sẻ, còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy click vào đăng ký, sau đó nhấn vào cái chuông. Các bạn sẽ nhận được thông báo sớm nhất khi mình vừa up video mới lên nha. Tạm biệt các bạn.